Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video Test and Try Sunday tuần này. Ban đầu thì Ly chỉ định làm một video duy nhất về bạn Shuimra Unlimited Beautiful Lasting Foundation. Và Ly đã làm rồi, xong hết tất cả mọi thứ rồi, chỉ còn chờ đến lúc edit thôi. Nhưng mà chớ trêu thay là ngay sau ngày mà Ly vừa mới quay xong thì bạn Shuimra Unlimited Glow lại ra mắt. Do vậy là Ly đã quyết định là chúng mình sẽ cùng thử cả hai bạn này cùng một lúc xem là liệu trên cùng một cơ địa da của mình thì hai bạn này, hai phiên bản khác nhau này nó sẽ hoạt động ra sao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến chi tiết của từng phiên bản một trước khi chúng mình đi vào demo test nhé. Bắt đầu luôn. Và với Shuimra Unlimited Breathable Lasting Fluid Foundation thì đã được ra mắt từ năm ngoái hoặc năm trước nữa. Và hiện tại thì vẫn đang bán ở Shuimra ở trên toàn thế giới, cũng như là ở Việt Nam, ở trên Lazada và tại cửa hàng. Còn với bạn Shuimra Unlimited Glow Breathable Care In Foundation thì lại mới ra mắt trong tháng này thôi. Và Ly đã quyết định là mua một shade màu y hệt của hai bạn. Đấy chính là màu 764, là shade màu medium light beige, và để xem là liệu giữa hai bạn này nó sẽ có khác gì nhau về màu không khi mà cùng một số. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi vào với các chi tiết trên khuôn mặt Ly, tại vì bây giờ mặt Ly cũng đang có một chút mụn mà, nên đây là một kiểu gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta test foundation luôn. Bắt đầu nhá. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ phân tích qua một chút về từng cái dòng này. Thì đầu tiên chúng mình sẽ đến với bạn Shuimra Unlimited. Thì bạn này sẽ có giá bán ở trên Sephora là 74 đô, và giá bán ở Việt Nam là 1.350.000. Và với bạn Unlimited thì nó sẽ phù hợp với gần như tất cả mọi loại da luôn, tại vì cái độ finish, nghĩa là cái hiệu quả lên trên da của mình, nó sẽ là semi matte, nghĩa là bán lì. Không hẳn là quá lì, nhưng mà bán lì vẫn đem đến cái vẻ tự nhiên. Và tự nhiên rồi, kết cấu của nó là kết cấu là dạng liquid. Và bạn này thì có SPF là 24 PA+++. Do vậy là khi mà chúng ta dùng bạn này thì chúng ta sẽ có thể có một chút flashback khi mà chúng ta sử dụng với cả đèn flash khi chúng mình chụp ảnh. Bạn này thì nó sẽ có khả năng giữ màu đến 16 giờ với độ che phủ là semi matte bán lì. Bên cạnh đó nữa thì với cái công nghệ mịn thoáng khí, dễ bay hơi, kem nền Shuimra Unlimited tạo thành một lớp màng che phủ gần như không có trọng lượng để tán mỏng dễ dàng, để giúp cho da của mình không bị bí tóc, và cũng như lớp nền tự nhiên tươi mới. Và bạn này thì chúng mình sẽ tán bằng cọ, một cái chiếc cọ rất là gọi là signature của Shuimra nhá. Còn nói đến bạn Unlimited Glow thì mới ra mắt thôi. Và với các bạn này thì Ly Giang rất là hào hứng, tại vì bạn ý là có SPF 18 cộng với cả PA+++, nghĩa là cái độ khả năng che phủ về kiểu kem chống nắng của hai bạn này thì nó có hơi khác nhau một chút. Một bạn là 24, còn một bạn là 18 thôi. Và với bạn này thì cũng có giá bán y hệt với cả bạn Unlimited. Do vậy là chúng mình sẽ không cảm thấy là ô, tại sao dòng Glow đắt hơn hoặc là rẻ hơn dòng Unlimited bình thường. Bạn này thì cũng phù hợp với tất cả mọi loại da, và cái độ hiệu quả của nó lên trên làn da của mình, nghĩa độ finish ấy, thì nó sẽ là dĩ nhiên theo như cái tên của nó, chính là độ finish glow, là bóng khỏe tự nhiên. Và nó sẽ có độ che phủ trong khoảng medium, thì chúng mình sẽ cùng xem sau đây. Và bạn này thì có cái công thức nhẹ này, mang lại làn da sáng tự nhiên, chân thực và lớp nền thoải mái lâu trôi, màu sắc bền đến 12 tiếng. Còn bạn này thì là 16 tiếng, và không bao giờ xỉn màu. Nhãn hàng có một cái claim, có một cái kiểu là lời hứa hẹn là nó sẽ không xuống tông, thì chúng mình sẽ cùng xem nhá. Và bạn này thì có chiết xuất gạo hữu cơ Nhật có cả trong hai dòng sản phẩm, mà tuy nhiên là dòng Glow này thì có còn thêm cả chiết xuất từ hoa và rễ hoa mộ đơn trắng Nhật Bản để có thể tăng đặc tính dưỡng ẩm và làm sáng da, mang lại làn da sáng tự nhiên từ bên trong. Ly nghĩ là nếu như bạn nào mà thích một cái lớp nền lì và nó kiểu gọi là tự nhiên giống như da của mình bình thường thì chúng mình sẽ dùng bạn Unlimited. Còn nếu bạn nào mà thích làm da bóng khỏe xong rồi nó hơi kiểu trong suốt thì chắc là dùng Unlimited Glow. Nhưng mà thôi, chúng mình nói nhiều quá rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đi đến vào phía bên trong và để xem là liệu hai bạn này hoạt động lên trên da của mình như thế nào nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói đến màu, và đây Ly đã có hai bạn màu này ở trên tay. Phía bên trong này thì chúng ta có Glow, còn phía bên này thì chúng ta có dạng Unlimited. Thì như các bạn thấy ấy, là Ly cùng đổ một lượng thì thấy được có vẻ như là bạn dòng Unlimited thì có vẻ hơi
gọi là sắc lỏng hơn, bạn glow khá là nhiều phải không nào? Và bên này thì nó chảy nhiều hơn, còn bên này thì mãi chả chảy sướng gì cả. Và bây giờ mình sẽ cùng thử swatch ra hai bạn này xem là liệu cái màu nó có khác nhau trên tay của mình không. Thì hình như có vẻ là không khác nhiều lắm. Bên bạn dòng Unlimited, dòng Semi Matte ấy, thì Totally có gọi là bạn glow là bạn bóng, còn bạn Unlimited là bạn lì ha. Thì với bạn lì có vẻ như là nó có nhiều cái tông màu vàng hơn, còn với bạn bóng thì không có tông màu vàng mấy và nó sẽ khá là neutral. Lại bản thân Ly với cái màu 764 là cũng là một cái màu mà Ly dùng khá là thường xuyên rồi, của Shuimura gần như là tất cả các bạn foundation Ly đều dùng màu này hết. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng thử lên trên da mặt xem là liệu nó có khác gì nhau khi mà cùng ở trên cằm của Ly không nhá. Với phía bên đoạn lì thì đây là màu trên da mặt Ly, thì mọi người có vẻ đang thấy là hình như là nó hơi sáng đúng không, nhưng mà hôm trước Ly test thì không quá sáng đâu. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử với bạn glow cùng nhau song song, có sự khác biệt về màu phải không ạ? Bạn nhìn thấy không, rõ ràng là bên Unlimited thì nó có một chút vàng hơn, còn bên glow thì nó lại hơi trắng trắng, kiểu gọi là neutral hơn một chút, hơi dạng theo tông hơi lạnh. Còn bên này thì tông rõ ràng là tông ấm hơn rất là nhiều. Với kinh nghiệm của Ly sau khi đã test and try bạn Limited này rồi thì Ly thấy bạn này có độ che phủ khá là tốt. Do vậy là chúng mình sẽ dùng bạn ý với cả nửa mặt mà đang có mụn của Ly. May mắn thay đây, tự nhiên tôi lại lên một cái mụn rất là to ở giữa mặt. Còn phía bên này thì da mặt ok hơn, điều bình thường hơn, thì chúng mình sẽ dùng với dòng glow nhá. Và chúng mình sẽ dùng với cả chiếc chổi này của Shuimura. Đây là chiếc chổi mà chúng ta có thể mua được tại các cửa hàng cũng như là trên website của Shuimura ở trên Lazada. Trước khi chúng mình dùng thì Ly cũng sẽ vẫn dùng bạn Smashbox Photo Finish Primer Water. Đây là một bản mà Ly rất là yêu thích, nó không làm ảnh hưởng đến cái lớp foundation cũng như hiệu quả cái phần foundation này trên da mặt của mình. Do vậy là Ly rất thích cái bạn này và coi như là cái lớp màng bảo vệ trước khi chúng ta đắp foundation lên trên da vậy. Thì Ly nhận thấy là có một sự khác biệt một chút xíu ở cái phần nắp của hai sản phẩm này. Thì với dòng Unlimited thì nó chỉ có mỗi cái số thôi, còn với cái dòng glow thì nó lại có một cái gọi là sao, một cái hình tượng gì đó. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với các bạn Unlimited trước. Một pump sản phẩm này đó, để xem là với hôm nay thì Ly có mụn hơn cái hôm mà Ly thử test cho bạn này rồi, thì liệu là bạn ấy còn che phủ được không nhá. Có vẻ như đúng là bạn này có hơi sáng hơn so với da mặt của Ly hiện tại, nhưng mà nó lại khá là chuẩn với cả phần giữa mặt của Ly. Ví dụ phần trán của Ly thì lúc nào nó cũng tối rồi thì không nói làm gì, thì cái này sẽ hơi sáng một chút, nhưng mà phần giữa mặt thì là rất là ok. Nó kiểu sáng sủa đều cả khuôn mặt của mình ấy. Tuy nhiên là chính vì thế, thế nên là khi chúng ta đánh tán ở phần trán á thì cũng phải để ý hơn một chút, để đánh vào cả những cái phần hairline, là những phần chân tóc. Khi mà chúng ta tẩy trang thì cũng nhớ tẩy trang cái chân tóc nữa nhá. Có vẻ với một cái lớp mỏng đầu tiên thì nó chưa che được cái phần khuyết điểm của mình trên da, và cũng như những cái khuyết điểm ví dụ như là một cái vết dark spot của Ly ở đây. Ok, bây giờ thì Ly sẽ dùng thêm bạn này. Ly dùng trực tiếp với các cái chổi cùng với cả sản phẩm ở trên tay. Nãy là Ly sẽ dùng cái technique là Ly kéo che phủ đều, còn bây giờ Ly sẽ dặm để cho cái phần độ che phủ nó được tăng cao hơn. Thì nha, nó vẫn khá là rõ cái phần mụn này đúng không, nhưng mà dùng nhiều quá thì nó sẽ hơi làm dày cái chỗ này, thì chúng ta phải tán rất là nhẹ nhàng và nhớ tán vào những phần xung quanh nhá, chứ không tự nhiên có một cái phần chỉ có mỗi cái chỗ khuyết điểm của mình được tán thì cũng không ổn đâu. Chúng mình phải chia sẻ ra những phần xung quanh nữa, miễn sao nó che phủ đều và mịn đẹp cho mọi người được. Có vẻ như là che cũng ổn rồi đúng không, nhưng mà mọi người rõ ràng mọi người nhìn thấy là nó sáng hơn cái da mặt hiện tại của mình rồi. Mà không sao, nó miễn là sao chúng ta tán đều là được, và nó không bị kiểu trắng sáng bật lên như mấy hôm vừa rồi Ly test cushion thì hơi ghê một chút. Bạn này vẫn có thể chấp nhận được. Và cảm nhận của Ly cũng như là cái cảm nhận từ Ly hôm trước mà Ly làm test and try thì bạn này rất là nhẹ mặt và gần như mình không có cảm giác là có foundation trên da. Kiểu cái da của mình nó thở rất là tốt, và đấy là một cái lý do mà Ly rất rất là thích. Ok, Ly vẫn còn khá là nhiều sản phẩm ở trên tay, nhưng mà Ly nghĩ là Ly sẽ chỉ dừng ở đấy thôi, tại vì cái độ che phủ của mình cũng khá ổn rồi, mình không cần che thêm. Với cái độ che phủ và cũng như là cái độ tự nhiên thì Ly thấy rất là ổn để chúng ta có thể dùng hàng ngày được, kể cả dùng theo dạng chuyên nghiệp khi mà bạn đi make up cho khách hoặc là make up cho người khác thì cũng rất là ok. Nó kiểu tự nhiên và nó không gây ra vệt phấn này,
nó vẫn có hơi một chút bóng bóng nhẹ ở trong cái da của mình toát ra, nhưng mà nó không hề bị bóng lộn lên. Ly cũng sẽ dùng một lượng y hệt để chính là một lần ấn. Và chúng mình sẽ chấm lên trên da y hệt như bên kia. Và rõ ràng ở bên này thì như lúc nãy chúng mình test màu ở trên da thì nó cũng đã sáng hơn da của mình rồi. Do vậy là Ly nghĩ là Ly sẽ có một cái sự khác biệt về màu sắc khá là nhiều. Rồi chúng mình sẽ dùng chồi nhé. Bên này thì không có khuyết điểm mấy, thế nên là cứ tán thoải mái đi các bạn ạ. Và Ly cảm thấy là cái bên này mình tán dễ hơn. Có thể là tại vì nó có kiểu hiệu ứng bóng ấy. Do vậy là cái kết cấu của nó cũng tán trên da của mình dễ hơn. Thay vì là bên này thì nó kiểu hơi lì lì, nó kiểu bám bám vào da một chút. Bên này tán nhanh lắm, tán dễ cực. Cái màu nó cũng tẹp vào da nhanh hơn. Mà đấy các bạn thấy không? Nó có sự độ bóng nhất định ở trên da của mình. Khi mà chúng ta xoay như này, trong đó bên này xoay thì không hề có độ bóng tí nào cả. Mà sao tán lên trên da thì có vẻ như là màu bên này lại tối hơn màu bên này nhỉ? Không hiểu. Ok, thôi chúng ta cứ tán nốt đi xong rồi chúng ta kết luận sau. Ồ, ok. Các bạn, bên này của chúng ta nó có một chút gọi là không hợp lắm với cái kem chống nóng nên Ly dùng, hoặc là với cái lớp skincare rồi Ly dùng. Là hiện tại bây giờ khi Ly đang cố tán, Ly chỉ dặm dặm và kiểu tán di rất nhẹ thôi thì nó cũng vẫn ra những cái kiểu nó vón cục lại. Ở những cái phần này của Ly, Ly cảm thấy là nó có hơi những cái hạt phần nó đang lăn lăn ở đây. Và nó tạo cho mình cảm giác là nó kiểu bị ghét thế này. Mọi người nhìn thấy không đây, những cái hạt phần nó trên da mặt của mình. Nó rất là rõ luôn ạ. Thay vì là bên này thì nó lại không có một chút hạt phấn đâu cả. Ok, và bây giờ Ly đã hoàn thành xong cả hai bên. Thì bên này chúng ta sẽ có dòng lì, còn bên này chúng ta sẽ có dòng glow. Và với bản thân Ly, Ly nhìn hiện tại thì không hiểu sao lúc mà test sản phẩm lên trên da, test màu thì rõ ràng là bạn glow, bạn ý sáng hơn, bạn lì, bạn tối hơn. Nhưng mà khi mà hiện hữu ở trên da Ly, Ly tán xong tất cả mọi thứ thì nó lại ngược lại 180 độ. Tại sao nhỉ? Không hiểu. Tiếp theo nữa, đấy là điểm đầu tiên nhá, màu sắc nó hơi khác biệt một chút. Thứ hai, đấy chính là khi mà Ly tán ý, thì có vẻ như là bạn bên dòng bóng nó không hợp lắm với cả kem chống nắng La Roche-Posay Ly dùng ngày hôm nay. Do vậy nó có hơi một chút vón cục. Bình thường mình vẫn dùng bạn kem chống nắng này không vấn đề gì với tất cả các loại khác, nhưng mà không hiểu sao ngày hôm nay như nào, hoặc là do cái chỗ này của Ly bẩn thì không rõ, thì nó hơi vón cục một chút. Nhưng mà rõ ràng bên này vón cục nhiều hơn là bên này. Đây là Ly vẫn đang thấy những cái phần phấn, hạt phấn ở đây. Đấy là cái thứ hai. Thứ ba nữa là Ly nhận thấy là với kết cấu của hai bạn này, mặc dù là cùng là dòng liquid, nhưng mà rõ ràng lúc mà Ly cho thử lên trên da tay thì bạn bên lì chảy xuống nhanh hơn, nghĩa là nó có kết cấu lỏng hơn bạn bên bóng. Nhưng mà tuy nhiên khi mình tán ra thì bạn bên bóng lại tán nhanh hơn là bạn bên lì. Do vậy là theo như suy luận của Ly thì Ly có thể kết luận được là với cái bạn bên bóng thì cái độ pigmentation, nghĩa là cái lượng hạt màu có trong bạn ý nó không quá dày, nó khá là lỏng. Còn với bạn bên lì thì cái độ pigmentation của nó nhiều hơn, cái hạt màu ở trong cái sản phẩm nhiều hơn. Do vậy là cái độ che phủ của nó cũng nhiều hơn, nhưng mà không hiểu sao nó lại rất là lỏng. Ok, và vậy là Ly đã xong lớp make up của mình. Ly nghĩ là trong hiện tại bây giờ Ly khá là ưng với bạn glow hơn là với bạn lì đấy mọi người ạ. Nhưng mà để xem là liệu nó có bị oxy hóa hay không. Tại vì với bạn bóng thì chúng ta đang được có một cái lời hứa của nhãn hàng là nó sẽ không xuống tông. Còn với bạn lì thì nhãn hàng không nói gì cả, thì có thể nó sẽ xuống tông một chút. Nhưng mà không sao, hôm nay bây giờ thì đã là 11:43 rồi. Và chúng mình sẽ cùng làm việc với nhau cả ngày và sẽ kiểm tra với nhau qua ngày xem là liệu bạn này trên da như nào nhá. Và bật bí cho mọi người một điều ấy, đấy chính là tối nay Ly làm căn cước công dân mọi người ạ. Thế nên Ly đang không biết nó sẽ như thế nào với cái lớp makeup này đây. Hy vọng nó sẽ tốt, nhưng mà thực ra thì ảnh căn cước công dân thì cũng không để nó sinh được, thế nên Ly cũng không có bất cứ một cái kỳ vọng gì quá cao về chuyện này cả. Thế thôi nhá, bây giờ ngày hôm nay ngoài kia rất là nắng, rất là đẹp, thì chúng mình sẽ quay trở lại với nhau sau. Bye bye. Có vẻ cái máy kia của Ly không pick up rõ, nhưng mà đây Ly chuyển máy cho mọi người xem đi. Rõ, khá là rõ những cái hạt phấn ở trên da của mình. Cả cái phần cổ này mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, để những hạt phấn đây này. Đó, còn trong cái đó bên này tán điên đảo không hiểu sao. Ly nghĩ là cái này là có thể là do là nó không hợp với cả cái
kem chống nắng của Ly đang dùng hiện tại, thế nên là nó mới bị thế. Và bây giờ Ly sẽ ra khỏi cái đống đèn, rất nhiều đèn này, và chúng ta sẽ ra ánh sáng tự nhiên để xem là liệu trên da mặt của Ly có gì thay đổi không nhá. Ok, đống đèn đã đi ra đằng sau nhưng mà ngoài đang rất là chói. Đây là ánh sáng tự nhiên ha, trước cái cửa sổ duy nhất trong phòng của Ly. Thì đây cho mọi người nhìn thấy, bên này là bên bóng này. Thì hiện tại bây giờ Ly khá là ưng với cái độ che phủ của bên bóng. Cái mụn này thì nó quá to, thế nên là nó cũng ở đấy thôi. Mà tuy nhiên nó vẫn có hơi một chút bong ra nhẹ ở đây, không sao cả, it's ok, tại vì hôm qua Ly cũng dùng tẩy da chết. Đấy, còn với bên này thì đây, không biết là mọi người có thể nhìn thấy được không, nhưng mà nó có mấy cái vệt kiểu phấn ở đây này. Đó, nhưng mà Ly lại kiểu thích cái độ finish của bên bóng hơn trong thời điểm hiện tại. Sau vậy là Ly cũng không rõ nữa. Hiện tại bây giờ nhìn hai bên cũng không khác nhau là mấy, mặc dù là bên một bên thì bóng, một bên thì lì, nhưng mà chắc là mắt thường sẽ khó nhìn thấy. Để xem là mấy tiếng nữa nó sẽ như nào, tại vì mấy tiếng nữa nó sẽ quyết định rất là nhiều thứ. Giờ bọn Ly sẽ làm nốt mấy thứ. Đây là anh trợ lý mới của Ly. Ly sẽ ổn định cái chỗ này, tại vì thực sự Ly vẫn chưa làm xong cái photobook, cần phải làm sớm thôi để còn lên video cho mọi người. Thế nhá, giờ chúng mình sẽ check up với nhau sau qua ngày. Ok. Ok, bây giờ là 2:05 và cuối cùng thì bọn mình đã không đi ăn ngoài, tại vì đi ra đến nơi thì cô ấy đã hết hàng rồi, theo bọn mình order đồ và ngồi lên trên nhà ăn. Thì hôm nay trên nhà Ly không bật quạt, không bật gì hết, để thử xem là nếu mà không được điều hòa mát thì sẽ như thế nào. Thì đây là hiện trạng da của mình ha. Thì nhìn chung theo như bản thân Ly thấy thì Ly vẫn thấy ổn. Bên này thì nó có hơi bắt đầu kiểu gọi là đổ dầu ra một ít ở cái phần mũi này của mình này. Đó. Còn những cái phần khác thì vẫn còn rất là ok. Ở phần bên lì thì mới chỉ có mũi đổ dầu thôi, thì cái chỗ này là cái chỗ lúc nào cũng đổ dầu của Ly. Có một chút hằn phấn ở cái phần khóe miệng. Khóe miệng cười. Còn lại bên này thì đây, cái chỗ nhìn thấy rõ nhất nhá là cái phần cánh mũi của mình này. Đó, lúc nãy ngồi ăn quệt thế là bị quệt mất phấn rồi. Thì có vẻ như là nếu mà bạn glow này mà không được set phấn thì nó sẽ khá là dễ bong sau một thời gian chúng ta dùng. Và yeah, ở trên trán thì nó cũng ra dầu. Nói chung là Ly thấy sau 2 tiếng, 3 tiếng dùng, và kể cả hôm trước Ly dùng bạn lì không á, thì Ly cũng thấy là bạn này cũng không phải là quá xuất sắc về cái độ gọi là kiềm dầu, nhưng mà cũng ok. Phủ phấn lên thì chắc chắn là sẽ ổn hơn rồi. Nhưng mà nếu mà một mình thì nó sẽ như thế này mọi người ạ. Bây giờ quan trọng thì nó vẫn chưa xuống tâm, thế nên là chắc là sẽ ok thôi. Bây giờ thì đã là 6:16 rồi, Ly ngồi là mờ mắt vẫn chưa xong cái cuốn photobook, nhưng mà cũng đã muộn rồi và cũng đã đến giờ để có thể cho mọi người xem hiện tại da của mình như thế nào. Ở trong phòng này thì chỉ có đèn tip thôi, không có đèn gì khác. Ly sẽ cho mọi người xem hiện tại trên da mặt như thế nào. Bây giờ là 6:10 rồi ấy. Rồi thì đây chúng mình sẽ nhìn bên mà Ly trước ha. Thì hiện tại Ly thấy là cái vết mụn này nó cũng đang dần hiện ra, nhưng mà so far thì cái nền da vẫn khá là tốt, và có mũi, cành mũi là chảy dầu thôi, thì lúc nào cành mũi của mình chảy dầu các bạn cũng biết mà đúng không. Son hết sạch rồi. Không nói làm gì. Về phần nền Ly thấy vẫn ổn lắm luôn á, kiểu nó bán lì và bây giờ là nó kiểu thực sự nó tẹp vào da của mình rất là tốt luôn. Chỉ có mỗi cái phần mũi là chảy dầu thôi, cái phần nó có bong một chút ở phía mép, nhưng mà không sao. Ít ok, nhưng mà lớp nền rất là ổn. Còn phía bên glow, bên bóng thì rõ ràng rất bóng đấy. Đấy, các bạn thấy không? Rất bóng luôn. So với bên này không bóng lắm, bình thường, bóng một phần mũi thôi. Còn bên này siêu bóng. Nói chung là Ly thấy là cái độ che phủ và cái độ bám thì nó vẫn rất là tốt. Chỉ có mỗi là nó là hiệu ứng bóng thôi. Thì Ly cũng báo trước luôn là tí nữa 8 giờ là Ly phải đi làm căn cước công dân, thế nên là Ly sẽ xin phép là thấm dầu ở cái phần bên này và cũng như là toàn bộ mặt để chụp ảnh lên cho nó đẹp. Nhưng mà dĩ nhiên trước khi mình đi và sau khi mình thấm dầu xong, mình sẽ cho mọi người xem hiện tại trông như thế nào nhá. Và bây giờ thì Ly lên kiếm cái gì ăn đây, xong rồi chúng ta đi tiếp. Ok, mình đã thay xong một chiếc áo kính cổng cao tường và bây giờ đây là hiện trạng của da mình. Thì mình sẽ phải đi luôn đây, nên là mình sẽ lấy một chiếc khăn giấy thôi. Không thể nào tìm đâu ra được cái giấy thấm dầu nên lấy khăn giấy thấm qua nhá. Đây là nửa bên mặt glow này. Còn bên này là nửa bên mặt lì, thì lượng
y hệt nhau. Thôi bây giờ Ly tô lại son xong rồi đi đây. Đây Ly vừa mới có đeo khẩu trang một tí thôi nhưng mà nó đã dày ra khá là nhiều, nhưng mà cũng không phải là quá nhiều ấy. Nó dày ra nhưng mà nó cũng không quá nhiều. Và đây chính là chiếc khẩu trang của Nguyên ngày hôm nay. Bây giờ đã là 9:41 rồi và Ly sẽ phải đi pack đồ đây. Tại vì ngày mai Ly sẽ bay chuyến 11 giờ đi Phú Yên. Sau vậy là Ly sẽ xin phép mọi người là sẽ được remove cái lớp makeup này. Mình cũng đã để nó được khoảng mấy tiếng rồi đấy mọi người ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn xem là cái lớp makeup của Ly hiện tại đang như thế nào nhá. Thì đây cho mọi người nhìn bên này, đầu tiên Ly sẽ phải lấy cái này ra đây. Bên lì ạ thì rất là ok, vẫn khá là mịn. Mặc dù các bạn cũng có thể nhìn thấy cái khuyết điểm này của Ly, nhưng mà lớp nền rất là mịn. Và có một cái là nó hơi khách khí ở phần mũi, cánh mũi một tí thôi, tại vì nó đang chảy dầu á. Còn bên này thì cũng rất là ok. Mỗi tội Ly cảm thấy là nó hơi oxidized một tí, mọi người thấy không? Kiểu cái chỗ này của Ly tự nhiên nó cứ tối tối đi, xong rồi bên này thì bình thường, không biết. Cảm giác bây giờ thì cả hai bên má của Ly như là kiểu Ly có đánh phấn mặt ấy, phấn màu ấy. Mặc dù là Ly không hề đánh phấn màu gì cả thì có thể là do nó bị oxidized đi một tí. Thì anyway, đối với cái cảm nhận của Ly trong ngày hôm nay cũng như là cảm nhận của Ly hôm trước thì như Ly nhận thấy là bạn này rất là ổn và Ly thấy hoàn toàn có thể chống chọi được với thời tiết mùa hè sắp tới. Do vậy là Ly sẽ recommend bạn này cho mọi người mua nhá. Còn tùy mọi người thôi, nếu mà ai mà thích độ bóng và cũng như là các bạn da khô thì nên chọn bạn Glow. Còn nếu mà ai thích lì và các bạn da dầu thì hãy chọn Unlimited bình thường nhá. Còn bây giờ Ly sẽ đi tẩy trang đây. Hẹn gặp mọi người.